Đây là mai rin, năm cánh sáu cánh, nó khít mà nó mai rin. Nguyên thủy á, mai nguyên. Đúng rồi. Còn đây là mai, đây là mai mình mà tư quý, mình ghép siêu bông, siêu nụ cô giáo thu đất đây. Đồ này, nụ. Định giá thì giờ mình còn chưa có biết là nó là bao nhiêu, giờ mình nói giá thì nó dán bay, dán bay, dán bay, dán bay. Mà vô đây quán là nhìn mai là thấy ghiền luôn. Đây này, cái giống đây là giống từ nó mình ghép ra cái thằng này nè, ghép ở đây nè. Đây, nó là 82 cánh đấy, đó, nó to thế này đấy. Tám cánh. Tám đấy. To thơm nữa. Mình gọi là cây này là cây mai dẻo này. Mai dẻo nè. Mai này là dẻo lắm. Mình uống lại ra thành dòng cong dòng tròn cũng không có gãy. Đào đây nữa rồi nha. Đang ho luôn này các bạn. Đó. Chứ không phải là mai không đâu. Đào đang búp lên nữa rất đẹp nè. Ở đây là địa chỉ ở đâu cô? Địa chỉ phường Phú Thạnh, khu Kho Ba, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa. Cái mai nhà cô là chắc là nổi tiếng và lớn nhất ở khu vực này. Đúng rồi, lớn nhất ở khu vực này đâu. Còn ta có bà chị ta trên Phước Lộc cũng lớn, nhưng cũng náo lên tí. Đây mừng là kia cũng cỡ mấy à. Đây là thở mực kia còn mấy à. Mai đây là bao nhiêu năm cô? 40 năm. 40 năm rồi. Vậy là nếu mà ai mua cô cũng bán? Còn bán. Đúng rồi, 40 năm. Thì hiện tại bông lên rất là đẹp luôn nha. Mấy năm trước là có cái xài xuống cái này không? Xài năm xài vậy, chụp Tết rực rỡ luôn. Chụp Tết thì qua đây chụp hình được, y ba. Đúng rồi, Tết này cái đó trên Sơn Long Định này. Cái mai này độc nhất vô nhị tại phường Phú Thành luôn. Dáng rất là cao luôn. Như dáng cỡ đây, mấy cháu là mua cỡ nhiều. Bây giờ cô có thể chia sẻ đây, cô có muốn bán không? Sao? Không, bây giờ ý nói chưa có bán, ý nói là mà nói thì người là muốn cần mua thì có em ta đã bán. Chà. Vậy là có nhu cầu bán. Có nhu cầu bán. Nhưng mà mong muốn giá bán là bao nhiêu cô? Thì đó nói giỡn cho cô chưa biết. Tại vì định đó là con em đã bán. Dạ. Tại nó nha. Trời, cái mai rất là đẹp luôn. Nó chụp cánh đẹp, mai đẹp. Đúng không? Đây cô đặt lá lâu chưa? Đặt đây được 4-5 ngày à? Năm sáu ngày gì à? Lặt 5-6 ngày rồi hả? Từng vậy à? Từng vậy à? Đây đây. Mai công nhận á. Giống một cái đá trên Sơn Lâm Định đúng không? Dạ. Y xì dạ là y xì trên Sơn Lâm Định. Mai này trúng Tết luôn. Trúng Tết á. Bởi là tụi muốn mua lên Phước Lộc hay Hòa Thành ấy. Có bà chị tôi bán một cây mai. Cũng như đây mơ cái kia cũng được bỉ. Yeah. To mà màu gọi là mai là tứ quý, màu vàng màu đỏ, hiểu không? Tên mai tứ quý màu vàng màu đỏ mà được cái là nó trẻ bạn mới có 20 triệu à, bạn không có bén. Gốc rất là to luôn nha cả nha. Cái đây cái mai bên kia không anh? Nhà bên cạnh á, thì lớn không phải không? Chưa tán thì to hơn, chưa tán thì to hơn. Tán to hơn. Nói chung là tán to hơn nhưng mà cái gốc thì nó cũng xem nè. Cây này cũng ít nè hả? Ở đây anh có tổng cộng là bao nhiêu cây? Khoảng trên 100 cây. Cây lên từ lớn tới nhỏ. Bao nhiêu đây 100 cây nè? Tại vì anh có bao nhiêu mai quá nên anh đang gieo đây chứ. Tuốt cái sâu cái này chứ đâu phải như đây đâu. Chân kho là có bán không anh? Có, nếu ai thích thì cứ mình cứ bán thì cái quán có cái chân những cái mai gọi là độc lạ nhất ở Phú Yên luôn này các bạn. Đúng. Có những cái mai dẻo nha, mai dẻo như mai vậy. Cái kia nó hơi sớm rồi. Tới cái mai đây này. Mình đi ra sau luôn đi, mai nhiều lắm. Cái mai này là có một loại hay có nhiều loại chú? Mai này nó có nhiều loại. Loại đây là mai năm cánh rin nè. Năm cái nguyên thủy hơn. Ờ, mai nguyên thủy rồi là mai rin đó. Dạ. Năm sáu cánh. Mai nào đặc trưng? Mai nào là mai này sáng nữa rất là thơm. Nhưng mai này rất là thơm mà nghe mùi giống như là thơm mùi hương á. Đó là năm giỏ mai ở quán mình. Quán này nó có mấy loại mai là tại mai dạo Thu Đức cũng có này. Đây là mai rin, năm cánh sáu cánh, nó khít mà nó mai rin.
nguyên thủy á, mai nguyên. Đúng rồi. Còn đây là mai, đây là mai mình mà tứ quý mình ghép siêu bông, siêu nụ cô giáo Thu Đức đây. Đồ nụ. Định giá bao nhiêu? Định giá thì giờ mình còn chưa có biết là nó là bao nhiêu, giờ mình nói giá thì nó. Mai đổ ra đem cái này anh. Dán bay. Dán bay, dán bay. Bên bay. Mà vô đây quán là nhìn mai là thấy nguyên luôn. À, mình đi ra. Mình đi ra sau nữa. Ừ. Mai tư quý á. Mai tư quý. Đây. Đây là cũng to bự lắm các bạn. Ừ. Hình như là quán anh là thấy mai nhiều hơn những cái mai này là mai hương. Mai hương. Ừ. Nó rất là thơm. Nó được nhiều cánh anh. Nó 8 đến 12 cánh. 8 12 cánh, mai nó to. Còn một số cái mai mà quán chưa lặt lá nữa nha. Đây này, cái giống đây là giống từ nó mình ghép ra thằng này nè. Ghép ở đây nè. Đây, nó là 82 cánh đấy. Đó, nó to thế này nè. Đây nè cả nhà. Ừ. 8 cánh. 8 đấy. 8 cánh. Ừ. To, to, thơm nữa. Mai nữa to. Rất thơm. Cái đây nếu mà mình lặt lá sớm thì nó nở sớm. Đúng rồi, tại đây mình canh. Ở đây tổng cộng vô mình là bao nhiêu chậu cọc mai? Trên 100 gốc. 100 gốc. Ừ. Trên 100 gốc mai. Ừ. Đây, mai mình đi ra tuốt cho sau đây này. Mai tư quý rồi nè. Cái này nó này mình chơi sớm. Chơi sớm đúng rồi. Đây chơi xe lê á. Ừ, đúng rồi. Mai này là gọi là cây này là cây mai diễu nè. Mai diễu nè. Mai này là diễu lắm. Mình uống lại ra thành dòng cong dòng tròn cũng không có gãy. Quay đồ quán ở thì các bạn là mai và mai thôi. Đó rồi mai ở trong quán luôn các bạn. Có cái đào nữa nha. Đây này, đào này, đào đây nữa này. Đào đây nữa này nha. Ra ho luôn này các bạn. Ờ, à, đó. Chứ không phải là mai không đâu. Ừ. Đào đang búp lên nữa, rất đẹp nè. Đó. Cái đào đây là mình trồng bao lâu? Ờ, cái đào này mình trồng được gần 2 năm. Gần 2 năm mà nó ưa to như thế này nè. Đó. Giống này mình lấy từ người của dân tộc của người Thanh Hóa. Ừ. Đây, búp nụ này chuẩn bị nụ quá trời luôn này. Đó, nụ khá nụ chuẩn bị nở này. Và hoa nó là mặt hoa nó là đây. Mặt hoa nó đó. Đó. Cánh rất là nhiều luôn ha. Ừ. Đây là gọi là đào phai đó. Khi nó nở ra là màu đậm đậm, xong lên khi nó phai cái nó tè màu đi, nó như cánh sen. Mai đào sim. Đây cũng đào nè. Ờ, cái đào đấy. Đó. Nhà mình trồng mà đào là nở nụ ra đàng hoàng, chứ mọi người nói là không có bông có nụ, nhà mình có bông có nụ rồi nha. Đây. Đây này cũng lấy ngô bắc vô trồng. Đúng rồi, lấy ngô bắc vô. Nụ. Cái này anh trồng bao nhiêu năm rồi? Cây này thì anh về trồng ở đây là dắp năm nè. Anh vừa lấy cái gốc gì lấy gốc về anh? Xong anh ghép. Đây là mắt ghép. Anh ghép đào phai. Nhưng mà gốc đó là gốc cái gì? Gốc cũng là đào, gốc đào đá. Mình ghép ra đào phai, mọ khe đào phai ra. Mấy cái cây mai tôi quý thì anh. Cái mai đây anh chưa lặt lá hả? Đúng rồi, chưa có thời gian lặt lá. Chưa. Khách cứ đông cho nên là chưa có rảnh để lặt lá. Hôm nay cũng của mình nhưng mà ấy là gà, vì khách thích ăn gà thì làm gà, thích ăn thỏ thì làm thỏ. Quán mình là chuyên bán vào gì? Chuyên bán như món đồ gà tươi sống, gà chê, gà rừng. Địa chỉ quán mình là ở đâu anh chia sẻ với khán giả đi ạ? À, địa chỉ quán mình là khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa.
Quán tên gì ạ? Quán tên là Nghĩa Tây Bắc. Quán Nghĩa Tây Bắc nhé. Ở phường Phú Thạnh nhé. Ở trong quán mình còn cái gì đặc biệt đó không anh? Quán mình đến đây là thích nhất là mọi người là ngắm mai, đó là đặc biệt mai và đào. Anh mở quán này lâu chưa? Quán này mở được gần 4 tháng rồi. 4 tháng. Trước kia là anh sưu tầm mai hả? Trước đây là anh nói chung là anh đi sưu tầm mai từ trước đây, cũng đây là 3 năm rồi, giờ bây giờ anh mới về. Anh cũng nói chung là anh cũng đi làm bếp khắp nơi, cho nên giờ quay về làm chăm sóc mai với mở quán ở nhà. Nhìn mấy cái mai của anh đẹp quá. Mày ghét quá. Tận dụng tối đa luôn. Người ta mai nhiều thì ta cho nữa sớm, rồi ta chơi lên tới Tết là vừa. Anh đứng đây chụp có hình đi, mai đi. Đừng có lấy chân nha. Dạ. Ok. Đây em chụp lại tám không anh? Rồi. 1, 2, 3. 1, 2. Rồi. Anh là anh gì? Nghĩa. Anh Nghĩa hả? Ừ. Nghĩa cho nên lấy tên quán Nghĩa Tây Bắc luôn. Nghĩa Tây Bắc. Cái tên Tây Bắc là cái gì đối với anh? Tên Tây Bắc ý nghĩa là anh đã đưa những cái món ăn mà nó lạ lẫm ở vùng dân tộc Thái Tây Bắc, và có những cái món muối chẩm chéo như là đặc biệt của dân tộc Thái, anh đã học ông ngoài đó về lên nữa. Ăn cho nó lạ lắm. Đặc trưng ở quán. Đặc trưng ở quán mình là món ăn chẩm chéo. Món ăn của Tây Bắc. Em chưa thấy đặc biệt mà thấy là vô quán là mai, với mai là đặc biệt rồi. Rất là nhiều cây mai đẹp và rất là to ở trong quán của anh Nghĩa này các bạn. Ok, cảm ơn mấy bạn nha. Anh em mình tới quán nhậu này sẽ được thưởng cây mai đẹp chứ. Tập hình đẹp lắm á, tập hình. Ở trong nhà này thì anh tâm đắc nhất là cây mai nào anh? Anh tâm đắc nhất là cây mai nào? Chung là anh có tâm đắc nhất là cây mai này. Hoặc là dưới cây mai mà cái bờ đế nó như con rùa đằng kia. Cây mai này thì ý nghĩa như thế nào anh? Ý nghĩa nó là dáng bay và nó bông nó siêu nụ, nó nhiều nụ. Nó đẹp. Cái này nữa là nở một lần chắc bung lụa luôn, luôn đẹp lắm á. Dít cục nó đẹp. Mai này là dáng bay. Dáng bay. Giống mai. Giống mai này là giống mai. Mai là gốc tứ quý, anh ghép nó là ghép mai siêu nụ. Gốc tứ quý đó. Gốc mai tứ quý. Tầm đắc nhất là gốc mai này nè. Cái đây là mai gốc tứ mai tứ quý mà anh ghép ra nè. Chủ là chia sẻ là gốc mai này ảnh ghép bằng gốc mai tứ quý nè các bạn. Mai tứ quý. Ghép với giống khác. Còn đây anh. Đây. Còn đây, cái đây cũng là gốc mai tứ quý. Đây gốc mai tứ quý anh ghép ra này. Tầm đất phá nhất là cây mai này. Cái bộ đứa này. Cây này có 40 không? Nữa chứ 4 xào bán. nó đang chờ Tết. Nó đang chờ Tết. Nó kịp Tết á. Đây nè. Cái này có mấy mươi năm rồi anh? Cây này của anh cũng mua lại chủ. Người ta chia sẻ cũng gần 40 năm. 40 năm. 4 năm 10 năm. Cảm ơn nha anh. Ôi, cảm ơn mấy em nha. Tụi em đi xin giấm nhậu rồi, chứ giờ đi xin đi mấy giấm nhậu đâu. Chia bữa nào em tụi em qua đây nhậu. Có cái ổi này. Ổi rừng mà. Bố trí quán rất đẹp. Đây là quán anh Nghĩa Tây Bắc nha cả nhà. Địa chỉ là ở phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là anh Nghĩa đây. Phía trước đây là đường Thăng Long. Từ đường Thăng Long thì mình đi hướng vào sân bay thì mình rẽ bên phải. Sẽ mình gặp được cái quán anh Nghĩa. Và món ăn rất là bình dân, rất là giá rất là rẻ, chứ không có công nhà tự nấu nên giá rất là rẻ. Rồi đi Tết là ngồi đây đi bài. Tại vì đa số có khách bên Tiêu Hòa là cũng có quán ăn.
Phú Lâm rồi cũng xuống. Những cái view mà mai đẹp. Ở đây thì mình ngồi thì cả ngày thì mình sẽ được ngắm tàu hỏa cả nha. Trong chậu đây mà lùi bông ghê sao bông. Để mình cũng thúc mình đúng là mình cũng bốn phân cho nó định kỳ vậy nó. Hình như cây đây là cây lớn nhất phải không anh nhỉ? Cây đây, cây bên đây là mới là lớn nhất nè. Gốc rất là to luôn. Rồi, cảm ơn nha, cảm ơn máy niệm nha.